Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng nhau học những câu giao tiếp tiếng Hàn đời sống tập số 9 các bạn nhé. 학교 졸업하고 나서 일을 몇 가지나 해봤어요. Chúng ta cùng đi phát âm trước các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc nó là 학교. 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 Ký ức của h kết hợp với lại kyo 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 của kyo thì chúng ta sẽ có là hakyo hakyo được chưa ạ? Hakyo rồi chorop hako ha hakyo nghĩa là trường học trường học hakyo chorop hata có nghĩa là tốt nghiệp chorop hata chỗ này chữ p ở kết hợp với lại hi ở đó thì chữ pa đó ha đó chúng ta sẽ đọc là gì pa ta chorop pa ta chorop pa ta các bạn nhé hakko daso ngữ pháp mà có động từ kết hợp với lại ko daso có nghĩa là một cái hành động này đang diễn tiến thì kết thúc xong là đến cái hành động tiếp theo luôn. Cái việc mà tốt nghiệp đại học là nó xong rồi, nó dừng rồi, là bắt đầu bạn này chuyển sang là đi làm đúng không? Tốt nghiệp xong rồi thì 일을 몇 가지 해봤어요. Chúng ta có từ là 일을 하다 hoặc là 일을 해보다. Ở đây chúng ta có ngữ pháp là gì? 하다 cộng với lại 해보다 해보다 bô tả thử làm gì đúng không? Bô tả có nghĩa là thử làm gì đúng không ạ? 일을 해봤어요 đã thử làm việc ha, đã thử làm việc. Nhưng mà ở đây chúng ta cùng xem nào. 몇 가지나 몇 chúng ta có chi ở kết thúc ở chỗ 몇 đúng không? Kết hợp với ký ức của ca. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc chữ ca đó nó nặng lên thành sang ký ức ha. 몇 가지 몇 가지나 ha. Rồi các bạn hiểu chưa? 몇 가지나 được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lại có này, cái từ na này á đứng đằng sau một danh từ ha. Nó sẽ kết hợp với lại na hoặc là ina tùy thuộc vào danh từ đó là nguyên âm hay là phụ âm để chỉ cái mức độ hơn so với mà người nói dự tính ha. Hơn so với cái người nói người ta dự tính có nghĩa là gì? Đến cả, đến những ha. Đến hơn ha. Nhưng mà câu này thì chúng ta sẽ dịch bình thường là chúng ta dịch bình thường là 몇 가지나 일을 몇 가지나 là gì? Làm đến mấy công việc ha. Làm đến mấy công việc rồi ha. 학교 졸업하고 나서 일을 몇 가지나 해봤어요. Sau khi tốt nghiệp xong rồi thì bạn đã thử làm mấy công việc rồi ha. Sau khi tốt nghiệp hoặc là sau khi ra trường, chúng ta cùng luyện đọc nhiều lần câu này nhé. 학교 졸업하고 나서 일을 몇 가지나 해봤어요? 학교 졸업하고 나서 일을 몇 가지나 해봤어요? 학교 졸업하고 나서 일을 몇 가지나 해봤어요? 졸업하고 나서 세 가지 직업을 해봤어요. 졸업하고 나서 세 가지 직업을 해봤어요. 졸업하다 cách đọc đã có rồi. Cô 나서 mình cũng đã giải thích ở câu vừa rồi rồi ha. C là số mấy ạ? C là 3 các bạn nha. C là số 3. 가지 là loại. 가지 có nghĩa là loại ha. Thứ hoặc là loại. 직업 là công việc ha. 세 가지 직업, 세 가지 직업 có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ đọc cái từ 직업 là công việc này là 직업, 직업 công việc ha. 세 가지 직업을 해봤어요. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã thử làm 3 công việc. 졸업하고 나서 세 가지 직업을 해봤어요. 졸업하고 나서 세 가지 직업을 해봤어요. 졸업하고 나서 세 가지 직업을 해봤어요. 왜 그렇게 직업을 자주 바뀌었어요? 어, câu này chắc chắn chúng ta sẽ hay hỏi nếu như trong trường hợp mà người kia nói là mình nhảy việc đến 2-3 lần ha.
왜 그렇게 직업을 자주 바꿨어요? 왜 là tại sao? 그렇게 cộng với lại một cái động từ thì thường là làm như thế này, làm như vậy, làm như thế ha. 그렇게 cộng với động từ ha, làm như vậy, làm như thế. 직업 là công việc. 직업 ha, 직업. 직업 là công việc. Rồi chúng ta có từ paquita. Paquita. Thay đổi. Paquita. Mà cộng với lại đuôi ayo. Ayo chứ. À, quá khứ ayo. Ayo. Thì paquita biến thành paquasayo. Paquita kết hợp với ayo biến thành paquasayo được chưa ạ? Vì 그렇게 직업을 자주 바꿨어요? 바꿨, quật, sang kỳ ở quật đó các bạn nha. Tại sao bạn lại thường xuyên thay đổi công việc như vậy? Hoặc là tại sao bạn hay thay đổi công việc như vậy, hay nhảy việc như vậy ha? Cha trừ có nghĩa là cái trạng từ chỉ cái mức độ thường xuyên là gì ạ? Thường hay ha? Rồi chúng ta cùng luyện đọc câu này nhiều lần nhé. Vì 그렇게 직업을 자주 바꿨어요? 왜 그렇게 à còn một cái chỗ này mình chưa có chỉ nè, cái chữ hi ớt của rớt cộng với lại chữ kê khi gió của kê thì cái này chúng ta sẽ kết hợp lại nó biến thành chữ khi ớt ha, khi ớt mà ở đây khi ớt cộng với e thì biến thành kê 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 ha. Vì 그렇게 직업을 자주 바꿨어요? 왜 그렇게 직업을 자주 바꿨어요? 첫 번째 일을 제 적성에 안 맞췄고 월급도 적었어요. 첫 번째 cộng với lại một cái danh từ đó là cái gì đó lần đầu tiên.첫 번째 lần số 1, lần đầu tiên ha.첫 번째 일 là công việc, lần công việc đầu tiên ha. Chúng ta có cái từ ân này có nghĩa là nhấn mạnh cái công việc đầu tiên nó lên ha. Chế chọc xong ấy ăn mặt chặt cổ chúng ta có từ chè là gì ạ? Chờ ơi của tôi ha. Chè chọc xong là gì các bạn? Sở trường ha. Rồi chúng ta có cái câu là gì? Chọc xong ấy mặt ta thì là hợp phù hợp với sở trường, nhưng mà ở đây chúng ta có là chọc xong ấy ăn mặt ta có nghĩa là không phù hợp với sở trường ha. Rồi mặt ta cộng với lại quá khứ at sơ vô thì ở giữa câu chúng ta không dùng là asoyo ngay mà chúng ta sẽ có là at ớt kết hợp với cô ha. At cô vậy thì chế chó so nghe an mà chat cô tức là cái công việc đó nó đã không phù hợp với sở trường của tôi. Quên cực tổ lương thì cũng quên cực tổ lương thì cũng cho có soil thấp quên cực tổ cho có soil lương cũng thấp, công việc thì không phù hợp với sở trường và lương thấp nên là cái người này đã nghỉ việc. Rồi chúng ta luyện lại cái câu này nha. 첫 번째 일은 제 적성에 안 맞았고 월급도 적었어요. 첫 번째 일은 제 적성에 안 맞았고 월급도 적었어요. 첫 번째 일은 제 적성에 안 맞췄고 월급도 적었어요. 그렇지만 다양하게 일해 본 경험은 당신에게 도움이 많이 되었죠. Câu này bù lại là sau những cái lần mà chúng ta nghỉ việc quá nhiều thì chúng ta có cái gì đây? 그렇지만 nhưng mà ha, thế nhưng mà 다양하게 cộng với lại một cái động từ thời gian hạt kê là trạng trạng từ nha, trạng từ tính từ thời gian hạt tả cộng với lại kê thì chúng ta sẽ có thời gian hạt kê là một trạng từ, tức là tính từ cộng với kê bỏ tả cộng với kê thì chúng ta có một trạng từ một cách như thế nào đó. Thời gian hạt kê là một cách đa dạng, một cách phong phú đúng không ạ? Ide bon kyung hom và thường trạng từ là sẽ đứng trước động từ các bạn nhé. Thời gian hạt tả là trạng từ một cách phong phú. À thì ở đây là ide bon kyung hom. Ide bota là gì ạ? Ide bota thử làm ha, thử làm việc ha, thử làm việc
Hoặc là thử làm nhiều việc, thử làm những cái việc phong phú ha. Kinh hôm là gì? Kinh nghiệm đúng không? Trải nghiệm, kinh nghiệm. Thì bây giờ chúng ta có ân nên thì chúng ta phải xét từ ân nên đối với trước nữa ha. Rồi, vậy thì thay ra cái ý đẹp bôn kinh hôm bình tới đó. Nhưng mà những cái kinh nghiệm mà bạn đã làm một cách phong phú, hoặc là kinh nghiệm làm việc phong phú, kinh nghiệm làm việc nhiều ha. Thang xin là cách xưng hô đối với người mà chúng ta không quá thân thiết ha. Thang xin cũng có thể đây là người này đang đi phỏng vấn ở một công ty mới, và cái người phỏng vấn người ta đang hỏi bạn này ha, nên người ta dùng từ thang xin. Thang xin này kế tomi mani thuê chỗ tomi mani thuê ta giúp đỡ nhiều hoặc là hỗ trợ nhiều. Tomi mani thuê ta tomi Tommy money thuê ta. Nhưng mà chúng ta có cái đuôi kết câu quá khứ là thuê ở chỗ ha. Thuê ta cộng với ở sở đấy. Nhưng mà chúng ta kết hợp với lại chỗ hoặc là chi yo đó các bạn ha. Để xác nhận lại đối với người nghe, tìm cái sự đồng tình trong câu nói của mình đối với người nghe. Mình biết là người nghe cũng sẽ đồng tình với mình ha. Nên là mình có hỏi câu này. Rồi. Nhưng mà kinh nghiệm làm việc phong phú thì đã giúp bạn rất là nhiều có phải không? Rồi, chúng ta cùng luyện lại câu này nha. 그렇지만 다양하게 일해본 경험은 당신에게 도움이 많이 되었죠. 그렇지만 다양하게 일해본 경험은 당신에게 도움이 많이 되었죠. 그렇지만 다양하게 일해본 경험은 당신에게 도움이 많이 되었죠? 네, 내가 잘하는 게 뭔지 찾을 수 있었거든요. 내가, 그러니까 또이요. 내가, 그러니까 또이. 잘하는 게, cái việc mà tôi giỏi ha, cái việc mà tôi thông thạo. 내가 잘하는 게, 잘하는 게, 내가 잘하는 게, ha. Bọn chị là cái gì? Bọn chị là cái gì? Ha, bọn chị. Chà chân su ít ta là có thể tìm ra ha. Có thể tìm ra cái việc mà bản thân tôi thành thạo là gì. Có thể tìm ra cái việc mà bản thân tôi giỏi giang là cái gì ha. Rồi chúng ta có cái đuôi cơ từ nhỏ. Văn nói có nghĩa là vì ha. Chỉ cái lý do, chỉ cái nguyên nhân ha. Nhưng mà chỉ dùng cho văn nói thôi các bạn nhé. Chúng ta có cái kết câu là cha chân su ít ta cha chân su ít sơ ta à, có cái được kết câu quá khứ ha, bởi vì bạn này đã tìm ra được cái công việc gọi là phù hợp với sở trường của mình, phù hợp với cái điểm mạnh của mình chẳng hạn ha. Rồi để có cha đang nghe muốn chỉ cha chân su ít sơ có từ nhỏ. 네, 내가 잘하는 게 뭔지 찾을 수 있었거든요. 네, 내가 잘하는 게 뭔지 찾을 수 있었거든요. 맞아요. 많이 경험해 보는 게 중요하지요. 맞아요. có nghĩa là đúng vậy ha. Từ gốc của nó là mặt tà ha. 맞아요. đúng vậy. 많이 경험해 보는 게 tới đây ha. Cái việc mà bạn trải nghiệm nhiều hoặc là bạn có kinh nghiệm sống nhiều ha, thì chung yo ha chi yo, chung yo ha ta là quan trọng, chi yo là gì ạ? Đưa kết câu để tìm sự đồng tình của người nghe đối với người nói ha. Rồi chúng ta có hai cách dịch, một là quan trọng là trải nghiệm nhiều, hai là quan trọng là kinh nghiệm nhiều, hoặc là cái việc mà trải nghiệm nhiều thì rất là tốt. Đó, những cách dịch như vậy thì nó đều sát với cái câu này các bạn nhé. 맞아요. 많이 경험해보는 게 중요하지요. 맞아요. 많이 경험해보는 게 중요하지요. 맞아요. 많이 경험해보는 게 중요하지요. Mình đọc lại nha. 맞아요. 많이 경험해보는 게 중요하지요. Như vậy là mình đã xong được các câu giao tiếp trong bài hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và nhớ like, nhớ share video thật nhiều để gửi gắm những cái thông tin hữu ích đến cho các bạn đang tìm các thông tin học mà các bạn chưa tìm ra được cái chỗ học các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài sau.